một góc bình yên trên vùng đất Yên Sơn, Tuyên Quang. Bình minh mang theo ngày mới, cũng là lúc làng Vân Giang thức dậy, tỏa sáng bằng những nét đẹp văn hóa truyền thống mà họ đã gìn giữ suốt bao đời nay. Điều làm nên sự đặc biệt này của Vân Giang không chỉ là phong cảnh thanh bình hay con người mộc mạc, mà chính là từ những chiếc bánh truyền thống đậm đà hương vị quê hương được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của người dân nơi đây. Muốn ăn bánh dợm bánh gai, lấy chồng kiếm vợ làng chài Vân Giang. Làng nghề bánh truyền thống Vân Giang đã trở thành một nét văn hóa truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ của người dân nơi đây. Với món đặc sản nước tiếng gần xa, những làng nghề truyền thống này sẽ trở thành một trải nghiệm thú vị khi du khách đến với vùng đất xứ Tuyên. Làng Vân Giang, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nổi tiếng với nghề làm bánh truyền thống. Ngày ngày, mỗi thành viên trong các gia đình làm bánh nơi đây lại cần cù, chịu khó, tỉ mỉ. Với đôi bàn tay khéo léo, gói từng cái bánh chưng, làm bánh dày, bánh gấc, bánh gai. Họ làm những chiếc bánh không đơn thuần chỉ là để mưu sinh, mà còn có ý nghĩa văn hóa ẩm thực vô cùng đặc biệt. Tục gói bánh từ bao đời nay là một nếp sinh hoạt quen thuộc trong đời sống của người Việt nói chung và còn tồn tại ở làng Vân Giang, xã Xuân Vân nói riêng. Không biết nghề truyền thống làm bánh của bà con ở đây có từ bao giờ, nhưng những loại bánh ở làng nghề Vân Giang lại có hương vị đặc trưng với những bí quyết rất riêng. Người Vân Giang coi trọng chất lượng bánh, nên từ cách lựa chọn nguyên liệu cho đến cách làm nhân, gói bánh cũng để vào đó nhiều công phu. Những công phu ấy dần dần trở thành một nét văn hóa độc đáo riêng có của làng nghề truyền thống này. Gạo thì tôi làm một ngày khoảng 7 đến 8 cân, lúc nhiều đến một yến. Nói chung là tính số lượng cái thì nó cho nên nhiều lúc 400-500 cái cũng có, mà đến nhiều ít thì nó tầm 200 cái. Bình thường nó như thế. Cái nghề này nếu như mà khách hàng vẫn lấy bình thường thì tôi cũng duy trì để truyền sau này truyền cho các cháu. Làng Vân Giang có hơn 100 hộ thì có tới 50% số gia đình có nghề làm bánh. Hộ làm bánh gai, hộ làm bánh dày, bánh chưng, bánh gấc. Nghề làm bánh đã gắn bó với bà con nơi đây nhiều năm. Tuy lợi nhuận không cao, nhưng tấm lòng người làm bánh vẫn giữ nghề truyền thống, cần mẫn, chịu khó, thức khuya dậy sớm, cũng cho mỗi hộ thu nhập từ 7 đến 12 triệu đồng trên một tháng. Cái làm bánh này thì cái quan trọng là con người ta nó phải có tâm, mà mình phải yêu nghề thì mình mới làm được ấy. Để mà làm ra một cái bánh ngon thì trước tiên là mình phải là chọn được những cái gạo ngon, rồi thì từ những cái đậu đỗ các thứ, nói chung là các thứ mình phải chọn những cái hàng chuẩn. Thì về mình làm thì thường thường bây giờ là cái công nghệ tiên tiến, là người ta có máy móc hỗ trợ nhiều lắm, nhưng mà gia đình nhà mình mà ở đây thì làm thì toàn làm thủ công thôi, nó không được lãi suất rồi các thứ nó không được là bao nhiêu đâu, nhưng mà mình cứ muốn giữ lại cái nghề truyền thống của các cụ ngày xưa để lại đấy. Đến với Vân Giang vào bất kể thời điểm nào trong năm, các bạn cũng có thể thấy được không khí hối hả tất bật của các gia đình làm nghề để cho ra đời những mẻ bánh thơm ngon phục vụ du khách gần xa. Để hương vị của quê hương được lan tỏa nhiều hơn, và không phải ngẫu nhiên mà người làng Vân Giang lại tự hào về bánh của làng mình đến vậy. Gia đình ông Trịnh Văn Đức và bà Nguyễn Thị Xuân đã làm bánh 40 năm nay. Ngày nào bếp của gia đình cũng đỏ lửa, đồ những chiếc bánh gai, bánh tẻ, dẻo thơm. Cả gia đình bà phụ nhau làm, mỗi người một công đoạn. Ngồi dưới mái hiên, tôi được chứng kiến toàn bộ quá trình làm bánh, từ khâu chọn lựa gạo nếp cái hoa vàng đến khi gói bánh trong lá dong xanh ngát. Mỗi động tác đều thể hiện sự am hiểu sâu sắc và kinh nghiệm dày dặn. Gạo được vo sạch, ngâm kỹ,
mộc nhĩ thịt lợn đã được lựa chọn tỉ mỉ, bảo đảm chất lượng. 40 năm làm bánh, trung bình mỗi ngày gia đình bà gói khoảng 300 đến 500 chiếc bánh, đủ các loại to nhỏ khác nhau. Phải thức khuya dậy sớm, thức thâu đêm để trông nồi bánh, nhưng gia đình bà vẫn vui vẻ vì nghĩ rằng những chiếc bánh là một phần văn hóa dân tộc. Chiếc bánh mình làm ra sẽ giúp cho mâm cơm của nhiều gia đình phong phú, đầm ấm hơn. Bác ơi, gia đình mình thì đã gói những cái loại bánh gì vậy ạ? Vâng, các con, các cháu thì mỗi người làm mỗi thứ bánh. Đứa con dâu thì làm bánh chưng, đứa con dâu nữa thì làm bánh dợm, bánh rán. Còn gia đình đây thì làm bánh gai và bánh tẻ. À, vậy thì gia đình mình đã gói bánh này lâu chưa ạ? Cái nghề bánh này là của các cụ ngày xưa để lại. Thì gia đình thì cũng các cụ già không làm nữa thì đến là con cháu lại làm. Bọn tôi năm nay 60 tuổi rồi thì chắc phải làm được gần 40 năm rồi. Khi chúng tôi lớn lên thì tôi đã thấy các cụ được làm rồi. À, mỗi một ngày thì gia đình mình sẽ tiêu thụ với cái số lượng bánh là bao nhiêu ạ? Nói về để hoàn thiện một cái bánh thì từ sớm đến tận chiều mới hoàn thiện được. Những ngày nhiều thì có khi làm 500, 1.000 cái. Những ngày ít thì 200-300. Do khách hàng đặt mình được nhiều thì mình làm được nhiều. Có tùy theo từng ngày, có ngày thì làm không đủ, có ngày thì làm thì vừa cái số họ lượng họ đặt thôi. À, gia đình mình thì có những cái bí quyết gì riêng để gói để cho những cái chiếc bánh này thơm ngon không ạ? Các cái nguyên liệu này cũng chủ yếu là mình phải đặt những chỗ có uy tín, kể cả gạo, kể cả thịt, kể cả đỗ để làm nhân, rồi là cái bí quyết riêng của gia đình mình chỉ có là sạch sẽ vệ sinh. Nó có uy tín rồi thì ở đâu có tiếng rồi thì họ khác tìm đến họ mua thôi. Mình có đang giữ gìn và truyền nghề lại cho con cháu không ạ? Vì đây là cái nghề của các cụ thì để lại thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao là cứ theo được cái nghề của các cụ này để làm lại cho các con, cháu nó sau này nó làm thì nó theo còn giữ được nghề của các cụ để lại. Bất cứ ai trong làng Vân Giang cũng đều có những niềm tự hào riêng về nghề làm bánh. Điều đó không chỉ thể hiện được những kết quả là những chiếc bánh gai, bánh tẻ, bánh gấc, bánh dày thơm ngon, mà còn thể hiện qua cách họ truyền đạt lại cho con cháu và bất cứ ai muốn đến làng để học hỏi bí quyết. Trong làng, sân nhà nào cũng đầy ắp những chiếc lá dong được rửa sạch, gạo nếp ngâm, đỗ xanh thơm nức, song thùng, dụng cụ đã chuẩn bị sẵn sàng lên bếp lửa. Nhà chị Triệu Thị Ánh chuyên chỉ làm một loại bánh, đó là bánh chưng. Những chiếc bánh chưng truyền thống được làm từ nguyên liệu chính là gạo nếp cái hoa vàng. Người làng kỹ lưỡng, tỉ mẩn trong việc chọn gạo làm bánh. Gạo hạt phải mẩy, chắc, những hạt sâu lép được bỏ ra ngoài. Phải như vậy khi thành phẩm chiếc bánh mới giòn ngon mà không bị nát. Công đoạn làm nhân bánh cũng khá cầu kỳ, cần sự tỉ mẩn của người làm. Và có lẽ mỗi gia đình cũng thường giữ những bí quyết riêng về cách làm nhân để tạo nên chiếc bánh đậm đà, thơm ngon. Khi gói bánh, người gói phải chặt tay đúng quy cách, đúng trọng lượng, luộc phải đủ giờ. Làm bánh chưng tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra đòi hỏi cao về kỹ thuật. Chỉ cần một kỹ thuật không đúng như lá không sạch, than nấu kém chất lượng và nước không đúng giờ cũng ảnh hưởng ngay đến sản phẩm. Nói chung là công việc vặt này thì nó nhiều. Thì mình cứ luôn chân luôn tay. Có lúc thì thức đêm suốt. Ví dụ đợt nào làm nhiều là thức đêm suốt. Không được ngủ. Ví dụ ngày Tết này mà làm nhận bánh nhiều là mấy ngày gần Tết là thức suốt. Được tạo nên từ hương thơm tự nhiên của các loại nguyên liệu quen thuộc. Những chiếc bánh là món quà giản dị nhưng lắng đọng những nét tinh túy của dân tộc. Để rồi hương vị thơm ngon ấy cứ đọng mãi trong tâm trí người thưởng thức. Những chiếc bánh là tinh hoa chất lọc từ trời đất và cũng là bản sắc đặc trưng của làng. Bất cứ người con làng Vân Giang có đi đâu cũng tự hào giới thiệu món bánh quê hương tới bạn bè gần xa, thể hiện sự trân trọng, nâng niu nét văn hóa ẩm thực truyền thống. Thôn Vân Giang tôi là có 90 hộ,
thì có khoảng trên 50% hộ duy trì làm bánh. Mà làm cái nghề làm bánh này cũng duy trì từ ngày xưa, từ thời cha ông để lại, từ thời các cụ ở quê lên đây khai hoang. Các loại bánh sản xuất trong thôn có rất nhiều loại bánh. Bánh chưng, bánh gai, bánh dày, bánh rợm, bánh tẻ. Nói chung là bánh bát, cũng đủ các loại bánh theo nhu cầu của thị trường. Nếu mà làm nhiều nhất thì chủ yếu trong những dịp ngày tuần, ngày lễ. Đấy thì để sản xuất nhiều, ngày thường này thì cũng đủ các loại bánh để bán hàng ăn vặt buổi sáng, ăn sáng. Ngày. Những chiếc bánh tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã góp phần giúp đỡ, nuôi lớn các thế hệ người dân nơi đây qua nhiều đời. Đó cũng chính là mạch nguồn văn hóa, nuôi dưỡng tâm hồn họ qua những tháng ngày gian khó của cuộc sống. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, truyền nghề lại cho lớp sau, để những chiếc bánh vẫn giữ được nét tinh túy riêng biệt, đầy bản sắc, tạo nên một thương hiệu, một sức sống cho làng nghề. Mấy chục năm mình giữ gìn lại cái truyền thống của các cụ rồi, mình sau này mình cũng mong muốn làm sao các con, các cháu mình giữ lại được. Để duy trì được nghề thì các hộ gia đình sản xuất thì cũng truyền lại cho các con cháu để duy trì cái nghề truyền thống của mình. Cái nghề làm bánh này không những cho thu nhập, kiếm thu nhập hàng ngày mà nó còn là cái nét văn hóa đặc trưng của vùng miền, của thôn để duy trì, để phát huy cái truyền thống của cha ông. Dường như mỗi chiếc bánh không chỉ là một món ăn, mà nó còn là một câu chuyện, một phần của cuộc sống, một bản sắc văn hóa ẩm thực riêng không thể lẫn vào đâu được. Làng Vân Giang vừa mang dáng dấp đô thị, phố trong làng, lại vừa giữ được hồn cốt của một vùng quê giàu bản sắc văn hóa. Cởi mở và hòa nhập, nhưng vẫn giữ được chất riêng của mình. Cái hồn của làng nghề không chỉ nằm ở những sản phẩm gia truyền, mà còn ở những giá trị tinh thần đã được gây dựng từ ngàn đời nay, qua bao thăng trầm vẫn luôn được gìn giữ, vun đắp. Thăm làng Vân Giang, tôi không chỉ được thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon mà còn cảm nhận được tình yêu, niềm tự hào của những người dân nơi đây dành cho nghề làm bánh. Họ không chỉ là những nghệ nhân tài ba mà còn là những người giữ lửa cho văn hóa truyền thống của dân tộc. Về làng Vân Giang, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, được tận mắt chứng kiến cuộc sống đổi thay của người dân cùng với giá trị truyền thống được gìn giữ, phát triển, chúng tôi mới cảm nhận được hết chiều sâu văn hóa mà những thế hệ người dân nơi đây đang có trách nhiệm kế thừa. Đó là một dòng chảy xuyên suốt tạo ra đời sống vật chất, tinh thần ở Vân Giang, những sức sống bền lâu.